Ending sound, ending sound, âm cuối của những từ phát âm dễ nhầm lẫn nhé các vị. Âm cuối nó rất quan trọng, giống như là tiếng Việt, có dấu, nhắc đi nhắc lại rồi, ok. And for today lesson, we're gonna take a look at watch, and watch. What, what's your name? Easy peasy, right? Wash. I wash my hands every day. Watch. I like to watch the sunset from my balcony. Balcony. Okay. Repeat after me. What? Wash. Watch. Follow kênh để học mỗi ngày.